việc tìm thấy tiếng nói chung và sản xuất chuyển giao đạn cho Ukraine sẽ mất thời gian. Một trong những giải pháp được tính tới là các kho đạn ở Israel và Hàn Quốc. Cập nhật căng thẳng Đông Âu và những diễn biến xoay quanh tình hình chính trường thế giới. Mời quý vị điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Đòn tất tay ở Ukraine. Nga san phẳng kho rocket HIMARS bắn rơi tiêm kích Su-27 của Ukraine. Anh lo xe tăng Challenger 2 bị Nga phá hủy hoặc bắt giữ ở Ukraine. Đòn tất tay ở Ukraine. Bất chấp sự phản đối từ nhiều phía, Mỹ quyết định gửi bom chùm cho Ukraine, một giải pháp khẩn cấp và có thể tác động lớn không chỉ tới chiến sự Nga-Ukraine. Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố gói viện trợ an ninh mới lên tới 800 triệu USD cho Ukraine nhằm hỗ trợ cuộc phản công quy mô lớn có thể mang tính chất quyết định của Kiev. Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố gói viện trợ an ninh mới lên tới 800 triệu USD cho Ukraine nhằm hỗ trợ cuộc phản công quy mô lớn có thể mang tính chất quyết định của Kiev. Điểm đáng chú ý nhất của gói viện trợ này là việc lần đầu tiên Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine các loại đạn thông thường được cải tiến có mục đích kép, DPICM, tức đầu đạn pháo và tên lửa đất đối đất có khả năng nổ thành đạn con. Loại bom chùm này có khả năng sát thương diện rộng, dùng để tấn công cùng lúc nhiều mục tiêu như xe tăng, thiết bị quân sự hoặc quân lính của đối phương. Trước đó vào ngày 7 tháng 7, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã nhấn mạnh Berlin giữ lập trường cấm dùng bom chùm. Tổ chức giám sát nhân quyền cho rằng việc chuyển giao các loại vũ khí này sẽ không thể tránh khỏi việc khiến dân thường tổn thương lâu dài và làm suy yếu sự phản đối việc sử dụng các loại vũ khí này trong cộng đồng quốc tế. Trong khi đó, Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng khẳng định chính quyền ông Biden phải hiểu rằng bất cứ quyết định cho phép sử dụng rộng rãi bom chùm nào trong cuộc chiến này cũng sẽ có khả năng dẫn đến một kết quả có thể đoán trước, đó là cái chết của dân thường. Nga cũng đã phản ứng rất gay gắt, tố cáo Washington muốn đẩy tất cả về bờ vực chiến tranh thế giới. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, ông Anatoly Antonov cho rằng quyết định gửi bom chùm của Mỹ cho thấy Washington đang tuyệt vọng. Ông Antonov khẳng định rằng việc này không thể ngăn chiến dịch quân sự của Moscow. Đối với Mỹ, có hai lý do chính để Washington hành động bất chấp trong việc gửi bom chùm sang Ukraine. Thứ nhất, bom chùm phù hợp với hệ thống phóng lựu pháo 155mm, đóng vai trò then chốt trên chiến trường Ukraine lâu nay. Một quả lựu pháo 155mm có thể tấn công các mục tiêu xa từ 24 đến 32 km và Ukraine bắn vài ngàn quả đạn này mỗi ngày. Thứ hai, cũng vì vậy, kho lựu pháo 155mm đã tiêu hao đáng kể khi xung đột Nga-Ukraine kéo dài sang tháng thứ 17. Ukraine đang tiêu thụ đạn nhanh hơn năng lực sản xuất của cả Mỹ lẫn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Nói cách khác, kho đạn của Mỹ và đồng minh đang cạn vì Ukraine. Tổng thống Mỹ Biden lập luận, bom chùm là giải pháp tạm thời của Mỹ cho đến khi Washington và các nước đạt được tốc độ sản xuất đạn dược mong muốn. Hiện Mỹ còn tồn kho khoảng 3 triệu quả bom chùm để có thể sử dụng ngay. Tại cuộc họp quan trọng của NATO ở Lithuania tuần sau, việc tăng cường sản xuất đạn cho Ukraine cũng sẽ là chủ đề cấp bách. Trong diễn biến khác, Hội đồng châu Âu vào ngày 7 tháng 7 cũng đạt được thỏa thuận tạm thời với Nghị viện châu Âu về đạo luật hỗ trợ sản xuất đạn. Liên minh châu Âu theo đó đồng ý huy động khẩn cấp 500 triệu USD từ ngân sách nhằm tăng tốc sản xuất đạn pháo và tên lửa. Việc tìm thấy tiếng nói chung và sản xuất chuyển giao đạn cho Ukraine sẽ mất thời gian. Một trong những giải pháp được đính tới là các kho đạn ở Israel và Hàn Quốc. Nga san phẳng kho rocket HIMARS bắn rơi tiêm kích Su-27 của Ukraine. Nga cho biết đã phá hủy các kho vũ khí, nhiên liệu của Ukraine trong 24 giờ qua, đồng thời bắn rơi tiêm kích Su-27 của đối phương. Bộ Quốc phòng Nga thông báo tại khu vực Donetsk, trong 24 giờ qua, Nga đã phá hủy của Ukraine 3 xe tăng, 6 xe chiến đấu bộ binh, một hệ thống pháo tự hành M109 Paladin do Mỹ sản xuất, một khẩu lựu pháo D-30. Nga tuyên bố các vụ tấn công của lực lượng nước này đã khiến Ukraine mất 500 quân nhân, một kho đạn chuyên dành cho hệ thống hỏa lực phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất. Nga thông báo phòng không nước này bắn rơi tiêm kích Su-27 của Ukraine ở Nizhny-Grigorodka, Kherson, đánh chặn 6 quả rocket HIMARS của đối phương, cùng 17 máy bay không người lái. Ở hướng Nam Donetsk và Zaporizhia, Nga nói đã chặn các mũi tấn công của các nhóm lực lượng Ukraine, loại khỏi vòng chiến đấu 170 quân nhân, 3 xe chiến đấu bộ binh, một hệ thống pháo M-77 do Mỹ sản xuất, một pháo tự hành Kesa do Pháp sản xuất, một pháo tự hành Vozika, hai lựu pháo MSTAB, 2 D-20 cùng một kho đạn. Tại Kupiansk, Nga cho biết Ukraine bị mất 30 binh sĩ, một trạm radar phản pháo do Mỹ sản xuất,
một khẩu pháo D-20, một hệ thống pháo M-777 và một pháo tự hành Acacia. Theo hướng Kherson, Nga nói đã có 40 binh sĩ Ukraine bị loại bỏ cùng với xe tăng và pháo tự hành Vozika. Một kho nhiên liệu ở thành phố Zaporizhia cũng bị phá hủy. Bộ Quốc phòng Nga cho biết tình hình ở tiền tuyến vẫn rất căng thẳng khi Ukraine đang mở chiến dịch phản công trên toàn mặt trận. Trong khi đó, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Văn phòng Tổng thống Ukraine, tin rằng cuộc chiến ở Ukraine không thể kéo dài trong nhiều năm vì lý do liên quan tới nguồn lực. Theo ông, tiềm năng về nguồn lực của Ukraine đang gia tăng. Dù phương Tây chưa đáp ứng được hoàn toàn nhu cầu vũ khí của Kiev, nhưng ngành công nghiệp quốc phòng của các nước đang tăng cường sản xuất. Ông cho rằng trong tương lai, Ukraine sẽ nhận được đủ số vũ khí họ mong muốn. Mặt khác, quan chức Ukraine nhận định nguồn lực của Nga đang suy giảm. Chiến sự là rất tốn kém, Nga đã chi tiêu rất nhiều cho cuộc xung đột này. Ông nói, cho rằng Nga có thể phải đối mặt với thách thức về kinh tế. Theo ông Podolyak, đóng băng xung đột là kịch bản tốt nhất cho Nga, để Moscow có thời gian để củng cố và tăng cường năng lực quân đội. Nhưng Ukraine sẽ không để cho điều này xảy ra. Anh lo xe tăng Challenger 2 bị Nga phá hủy hoặc bắt giữ ở Ukraine. Anh hiện đang tìm kiếm sự đảm bảo từ Ukraine rằng sẽ không có chiếc Challenger 2 nào do anh cung cấp được sử dụng trong các hoạt động chiến đấu mạo hiểm, vì sợ rằng chúng sẽ bị quân đội Nga phá hủy hoặc bắt giữ. Vào tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallis nói rằng tất cả các xe tăng Challenger 2 hứa hẹn với Kiev đã đến Ukraine. Nhận định của nhà phân tích quân sự Drago Bosnik cho rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã gặp khó khăn trong việc sử dụng xe tăng Challenger 2 do các yêu cầu của London đối với việc vận hành và bảo dưỡng chúng. Ông cũng nhấn mạnh rằng Bộ Chỉ huy Anh hiện đang tìm kiếm sự đảm bảo từ Kiev rằng sẽ không có chiếc Challenger 2 nào do Anh cung cấp được sử dụng trong các hoạt động chiến đấu mạo hiểm, vì sợ rằng chúng sẽ bị quân đội Nga phá hủy hoặc bắt giữ. Điều này bao gồm các yêu cầu đặc biệt về kho chứa để ngăn chặn các cuộc tấn công tầm xa, vì thế khiến Challenger 2 trở thành hệ thống vũ khí được nuông chiều nhất trong cuộc xung đột, chuyên gia Bosnick nói. Có vẻ như Anh hiện đang bày tỏ sự thất vọng về cách Ukraine sử dụng các xe tăng chiến đấu chủ lực của mình, lo ngại rằng sự đảm bảo do các lực lượng Kiev đưa ra là đơn giản không đủ. Anh lo ngại Challenger cũng tổn thất nặng nề, tương tự như hiệu suất thảm hại của xe tăng Đức, từ lâu đã được coi là tốt nhất trong NATO, ông nói. Với suy nghĩ này, việc sử dụng các loại xe tăng nặng hơn nhiều do phương Tây sản xuất như Challenger 2 và các loại thiết giáp khác có nguồn gốc từ NATO đã được chứng minh là không chỉ vô dụng về mặt quân sự đối với Kiev mà còn khá nguy hiểm đối với vô số lính Ukraine trong các hoạt động phản công gần đây chống lại quân đội Nga, ông nói thêm. Trong khi đó, tạp chí quân sự Military Watch lại tỏ ra nghi ngờ về tính hiệu quả của Challenger 2, dòng xe tăng do Anh chế tạo, khi chúng hoạt động trong môi trường tác chiến ở Ukraine đầy khắc nghiệt. Xe tăng Challenger 2 được cho là có nhiều vấn đề về kỹ thuật, khó tương thích với các hệ thống tác chiến và hậu cần của Ukraine hiện tại. Thứ nhất, Challenger 2 là xe tăng duy nhất sử dụng kiểu pháo rãnh xoắn 120mm, khác hẳn so với các dòng xe tăng NATO hiện đại, được đánh giá là khá lạc hậu, giảm đáng kể uy lực và độ chính xác của các phát bắn. Thứ hai, xe tăng Challenger 2 thiếu đạn nổ mạnh phân mảnh để chống bộ binh. Xác suất xảy ra các cuộc đấu trực diện với xe tăng Nga trên chiến trường Ukraine là không lớn, trong khi đó yêu cầu tác chiến chống bộ binh lại rất cao, nên vai trò của đạn nổ phá mảnh khá quan trọng. Thứ ba, Challenger 2 chỉ được trang bị hệ thống hỗ trợ quan sát ảnh nhiệt lỗi thời. Dù là thiết bị đột phá vào đầu những năm 1990, nhưng hiện tại chúng đã lạc hậu. Thứ tư, mặc dù Challenger 2 có tháp pháo được bọc giáp rất tốt, nhưng phần thân xe tăng chỉ làm từ thép gia cường, thiếu giáp composite và giáp phản ứng nổ, trong khi khoang chứa đạn dược không được gia cố, khiến nguy cơ phát nổ rất cao nếu bị trúng đạn. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!